Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: con gái Phạm Quỳnh Anh quấn bố mẹ ở Nha Trang. Bé Bella không rời bố mẹ khi ở hậu trường show ca nhạc tối ngày 15 tháng 5. Vợ chồng Quang Huy và Quỳnh Anh là nhà tổ chức cho chương trình Mùa hè không độ dành cho sinh viên. Tối qua, chương trình diễn ra tại Nha Trang. Cặp đôi đến thành phố biển trước đó 2 ngày để chuẩn bị cho mọi thứ, nhưng tiện nghỉ dưỡng. Đặc biệt chuyến đi còn có bé Bella, con gái của họ. Bella được bố mẹ ẵm bồng ở hậu trường chương trình, bé không rời họ nửa bước. Bella khoảng 4 tuổi, rất giống mẹ, bé thông minh lanh lợi. Phạm Quỳnh Anh và ông xã thường xuyên cập nhật hình ảnh, thông tin về bé trên trang cá nhân. Bella tỏ ra ngượng ngùng khi hai mẹ con chụp ảnh cùng các ca sĩ Lâu Hoàng và Sony Hạ Linh. Trong đêm diễn, Sơn Tùng MTP tiếp tục làm tâm điểm, anh được khán giả trẻ yêu thích cuồng nhiệt. Sơn Tùng MTP diện cây trắng quầy tương bừng với các bản hit làm mưa làm gió thời gian qua. Bảo Anh khoe chân thon nụt nà trên sân khấu. Ca sĩ Trịnh Thăng Bình trở lại với sinh viên được đón nhận nồng nhiệt. Phan Mạnh Quỳnh, giọng ca hot thời gian qua cũng được tán thưởng với vợ người ta khi người yêu mình khóc. Đêm nhạc còn có giọng ca được yêu mến từ The Remix, ca sĩ Sobin Hoàng Sơn. Sunny Hạ Linh với hit Em Đã Biết được yêu thích thời gian qua. Hoàng Tôn biểu diễn sôi động. Ca sĩ Justati. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.